Đã bao giờ các bạn như thế này chưa? Thỉnh thoảng đọc những cuốn sách mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì lời lẽ và suy nghĩ của tác giả sao mà giống mình quá. Chắc là không riêng Lời Của Gió đâu mà nhiều các bạn thính giả của chương trình Sách Khuya cũng đã trải qua niềm vui này. Niềm vui khi gặp được người đồng cảm, có cùng cảm giác, suy nghĩ với ta. Điều ấy mới thật tuyệt vời biết bao, dù chỉ là từ một tác giả xa lạ. Và với cuốn sách Dù Con Sống Thế Nào Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ của tác giả Gong Yi Yang mà chúng ta đang cùng lắng nghe đây, hy vọng rằng các bạn cũng như gió đã và sẽ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc từ tác phẩm này. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách này nhé. Phần 6. Dù Con Sống Thế Nào Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ. Duyên, giờ thì mùa đông đến rồi. Khi mẹ viết những dòng này, cơn mưa lạnh mùa đông đang chút xuống. Giờ đây, lá cây đã rụng hết và sự sống đang nó mình dưới lòng đất. Mẹ thì không thích, nhưng mùa đông lạnh giá và âm u mà con thích đang đến rồi đấy. Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, nên số ngày đóng cửa ở trong nhà cũng nhiều hơn. Bà lão Tassatudo, nhân vật chính trong series Tassatudo, bận bịu việc vườn tược đồng áng, nên mỗi ngày chỉ được ngủ mấy tiếng. Chỉ khi mùa đông đến, bà mới có thể ngủ thêm một chút. Bà lão đã hơn 90 tuổi mà nói những lời đó thật đáng ngưỡng mộ, khiến cho một người vừa ngủ dậy muộn như mẹ thấy xấu hổ làm sao. Cũng vì bà lão ấy, mẹ đã đánh giá lại mùa đông mà mẹ vẫn ghét. Ý nghĩ muốn ra khỏi nhà đi loanh quanh vì bầu trời trong xanh và gió thổi man mát đã tan biến. Tâm trạng ăn không ngồi rồi, nhưng lại thấp thỏm không yên. Thế là một mùa mở sách đã đến rồi. Lúc này mẹ sực hiểu ra, thời gian để đọc sách cũng chính là thời gian mình mở lòng ra với bản thân, với những người đã suy nghĩ một cách cẩn trọng về sự vật, với những người đã quan sát thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Là thời gian mà chúng ta vượt lên sự tĩnh mịch để trưởng thành một cách lặng lẽ. Cả cuối tuần này mẹ đã đọc cuốn Bức Thư Gửi Cháu Gái Lily. Sao mà suy nghĩ của mẹ và tác giả Alan MacFarlane lại giống nhau đến vậy? Con đã bao giờ như vậy chưa? Thỉnh thoảng có những lúc mẹ thực sự ngạc nhiên vì lời lẽ và suy nghĩ của tác giả sao mà giống mình quá. Lúc ấy, tác giả như thể cùng nghe được lời phụ họa của mẹ và thốt lên: "Đúng rồi, đúng rồi." Những khoảnh khắc như thế thật vui vẻ. Niềm vui trên thế gian này thì nhiều vô kể, song niềm vui khi gặp được người đồng cảm, có cùng cảm giác, suy nghĩ với ta mới thật đặc biệt biết bao. Giáo sư MacFarlane dạy ở trường đại học Cambridge hơn mẹ 22 tuổi, nhưng mẹ lại có cảm giác như thế về ông ấy. Và cũng vì vậy mà lâu lắm rồi mẹ mới được hưởng thụ niềm vui của việc đọc sách. Một người đàn ông luôn trân trọng và có cái nhìn sâu sắc về thế giới cũng như những thứ nhỏ bé, đêm muộn vẫn còn quẩn quanh trong phòng đọc. Người như vậy thật hấp dẫn biết bao. Đọc những gì người đàn ông hấp dẫn đó viết ra trong một đêm đông đằng đẵng, mẹ thấy ấm áp như được ngả lưng lên lớp len pashmina đẹp đẽ vậy. Không hiểu nói thế này có bất thường không, nhưng mẹ thích những người đàn ông đứng tuổi như vậy. Những người đàn ông bật đèn đọc sách đến tận đêm khuya mới chợp mắt. Dưới ánh đèn vàng vọt, mái tóc bạc tựa như những bông lúa mạch nằm lẫn trong bó hoa rực rỡ, tỏa ra mùi hương tươi mới. Tất nhiên, cũng có những người đàn ông đứng tuổi kiểu khác, mặc áo sơ mi giản dị để lộ ra một chiếc khăn lụa họa tiết sặc sỡ bên trong, hoặc đóng bộ com lê chỉnh tề dưới nách các cặp tài liệu rất to, đứng trong con ngõ san sát quán lòng trước cổng đại học sư phạm Seoul cùng đám bạn cũng già nua tương đương uống soju, vì trong quán nhỏ không có chỗ để cặp tài liệu. Thỉnh thoảng đi qua mẹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đỏ mặt tía tai bàn luận chuyện gì đó. Những người đàn ông như thế thích ngồi trong các quán rượu có nhiều gái trẻ ra vào. Lúc uống rượu, cứ chớp chớp cặp mắt tăm tối mà đầy nhục dục. Lâu lâu, họ cũng về nhà sớm một lần, bật tivi to tướng mà chẳng biết rốt cuộc mình muốn xem kênh nào. Chỉ cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, một lúc sau thì lăn ra ngủ ngáy khò khò. Nhưng vị giáo sư già này lại ngồi trong phòng đọc chất đầy sách.
viết thư cho cô cháu gái đến tận đêm khuya. Có lẽ khi ấy, ngoài cửa sổ phòng nghiên cứu hay phòng đọc của giáo sư, những chiếc lá ngô đồng và lá mộc lan đang rơi rụng. Mưa đêm lạnh lẽo bên ngoài gõ đồng đột vào ô cửa kính. Có lẽ ông đang nhấm nháp tách hồng trà thơm ngát, pha thêm sữa và đường trắng. Thử nghĩ về người cháu gái được nhận bức thư này xem. Lily có lẽ cũng tầm tuổi con. Trên thực tế, Lily và vị giáo sư già này không có chung dù chỉ nửa dòng máu. Vì đối với Lily, giáo sư MacFarlane là ông ngoại dượng. Mẹ nói thế có khó hiểu không? Tức là giáo sư MacFarlane đã kết hôn với bà ngoại Lily khi mẹ Lily mới lên 8 tuổi. Trong lúc đọc các bức thư, mẹ đã khắc họa trong đầu hình ảnh một cô bé khoảng 10 tuổi, mặt đầy tàn nhang, với đôi mắt long lanh. Cả người viết thư lẫn cô bé nhận thư chắc hẳn chưa bao giờ nghi ngờ đôi mắt sáng bừng lên vì tình yêu thương ấy. Quan hệ máu mủ chỉ thuộc về những người có địa vị và đất đai để thừa kế thôi. Con cũng thấy rồi phải không? Mẹ từng rất nhiều lần nổi cáu vì chuyện ấy. Không có những thứ ấy thì sao chứ? Ngoài việc buộc phải tập trung hơn một chút vào siêu hình học và thế giới tinh thần, đúng không con? Người ông của Lily là một học giả văn hóa nhân loại. Ông đã giảng dạy các sinh viên đại học trong hơn 30 năm và đi khắp nơi trên thế giới, trực tiếp mục sở thị văn hóa đa dạng ở từng nơi. Lily ơi, hãy giả sử rằng có một người ngoài hành tinh từ một hành tinh rất xa xôi đến thăm trái đất nhé. Cuốn sách đã được mở đầu như thế đấy. Con biết đôi khi mẹ cũng có suy nghĩ ấy phải không? Ưu điểm của cách nghĩ này là bất ngờ và thú vị. Ngoài ra, nó còn khiến những việc đã nhàm chán với chúng ta đột nhiên trở nên lạ lẫm mới mẻ. Hình như có lần nhân vật nữ chính Muriel trong cuốn Du khách bất đắc dĩ mà hai mẹ con mình đều thích cũng đã nói như thế. Lúc ấy Muriel cô đơn, cái tên thật đẹp đúng không? Nhưng cô ấy lại cô đơn đến mức gọi điện cho tổng đài hỏi giờ vào lúc đêm muộn, chỉ để nghe bây giờ là 1 giờ 15 phút 16 giây, bây giờ là 1 giờ 15 phút 17 giây. Những gì cô nghe được chỉ là mấy con số. Mẹ cũng có lúc như thế, nửa đêm khuya khoắt gọi điện đến tổng đài thời tiết trong ngày. Bây giờ mà nhờ có internet mà mẹ không phải gọi những cuộc điện thoại ấy nữa rồi. Lúc ấy Muriel Coden đã nói khi đi qua cửa phòng cấp cứu nhỉ. Cô ấy nói, nếu nơi đầu tiên những người ngoài hành tinh đáp xuống là trước cửa phòng cấp cứu này, thì liệu họ có nghĩ chúng ta thân thiện không? Khi thấy những người địa cầu giúp đỡ nhau như vậy, hãy thử tưởng tượng người ngoài hành tinh đáp xuống một nơi khác xem. Câu trả lời có lẽ sẽ rất đa dạng đấy. Nếu như có thể nhìn ngắm tinh cầu xanh của chúng ta từ vũ trụ thì tuyệt biết bao. Ngay câu đầu tiên, chúng ta đã phát hiện ra mình cũng từng có ý nghĩ như vậy. Quả là vô cùng thú vị. Tưởng chừng được gặp một người có cùng nỗi phiền não và lo âu giống mình vậy. Giáo sư MacFarlane giải thích về lý do viết thư của mình thế này. Lily ơi, là ông ngoại của cháu, ông mong rằng những gì mình nói có thể giúp được cháu. Cô bé đang ngỡ ngàng vì không biết nên đón nhận thế giới hỗn loạn này như thế nào. Ông cũng từng ngỡ ngàng như cháu vậy. Thú thực với cháu, nhiều lúc ông cũng muốn ai đó hãy chọn giúp ông đường đi mỗi khi đứng trước ngã ba đường băn khoăn không biết nên làm thế nào cho phải. Không hiểu có phải vì thế mà ông có can đảm viết thư cho cháu thế này không nữa. Tất nhiên ông sẽ không thể ở mãi bên cháu được, nên viết thư cho cháu lúc này là rất quan trọng. Chắc chắn rồi, sẽ có lúc dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu. Đến đoạn này thì mẹ bất giác lẩm bẩm. Đúng rồi, đúng rồi. Như thể giáo sư MacFarlane đang đứng trước mặt mẹ vậy. Mẹ cũng đang như thế, cảm thấy rất hỗn loạn, mà còn hơn cả hỗn loạn nhiều. Nói hơi khoa trương một chút thì là mẹ thấy mình lạc lối quá. Và mẹ nghĩ rằng, giá có ai đó sáng suốt đứng ra bảo mẹ làm thế này, làm thế kia thì tốt biết bao. Mỗi lúc thế này, cảm giác của mẹ chỉ có hai điều thôi. Một là biết ơn người đã thay mình nói ra những lời ấy. Hai là ghen tị với tác giả vì đã thể hiện được suy nghĩ ấy hoàn mỹ hơn, sâu sắc hơn mình. Nhưng như mẹ đã nói từ trước đấy, đây là một người ông đáng ngưỡng mộ. Chợt, biết nói thế nào nhỉ? Ông ấy là một người ấm áp, giàu tình cảm.
Nếu cảm giác mẹ dành cho ông ấy chỉ là đố kỵ thôi thì có hơi quá đáng rồi. Chắc chắn rồi sẽ có lúc dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu. Khiến mẹ thấy choáng váng, mẹ chợt nghĩ đến việc ông đã chăm chú theo dõi Lily lâu thế nào và Lily đã gọi ông thắm thiết ra sao. Những bức thư này tổng cộng có 28 chủ đề, đủ để khơi gợi trí tò mò không chỉ của cháu gái tác giả mà của cả con lẫn mẹ nữa. Chúng ta cùng xem những ví dụ dưới đây nhé. Tôi là ai? Nếu yêu thì nhất định phải kết hôn sao? Giới tính là gì? Tại sao lại xuất hiện những bức tường trong nhà? Vì sao con người lại trở nên tàn nhẫn? Bạn bè là gì? Tại sao Chúa Trời chỉ quan sát nỗi thống khổ của nhân gian? Tại sao cứ phải học không ngừng nghỉ? Sống như thế nào để luôn thấy hạnh phúc? Tại sao trường học lại không thích những suy nghĩ kỳ lạ? Ở châu Phi, tại sao cứ 4 giây lại có một người chết đói? Tuân theo luật pháp có phải là phương pháp tốt nhất không? Nhất định cứ phải sinh con sao? Tất nhiên, cuốn sách này không thể đưa ra câu trả lời vui lòng tất cả cho những câu hỏi mang tính căn bản và sâu sắc kia, vì đó là điều không ai có thể trả lời được. Còn tác giả, thay vì trả lời, ngược lại còn đưa ra một câu hỏi hết sức bất ngờ. Mọi người tại sao không đặt câu hỏi? Càng nhiều tuổi, chúng ta càng có xu hướng không thắc mắc và cũng không đặt câu hỏi nữa. Chúng ta đón nhận giá trị cuộc sống đã học được một cách tự nhiên, như điều đương nhiên. Trong thoáng không để tâm ấy, chúng ta trở nên thích ứng với cuộc sống, chứ không phải thúc đẩy cuộc sống tiếp tục tiến lên. Ở những nơi giá trị quan đã được công nhận sẵn, công cuộc chủ động khai thác cuộc sống của bản thân là điều không dễ chút nào. Ông hy vọng cháu có thể sống sao cho là chính mình. Để làm được như vậy, cháu cần nhìn bản thân và thế giới mà cháu đang sống từ một góc độ khác, cũng tức là dùng con mắt khách quan hơn, kiến tạo nên cuộc đời đặc sắc hơn. Mấy chục năm qua, giáo sư MacFarlane đã đi khắp các nước trên thế giới và thể nghiệm một cách sâu sắc rằng những điều đương nhiên ở nơi này chưa chắc đã là đương nhiên ở nơi khác. Ví dụ như câu chuyện về bộ lạc được nhắc đến trong bức thư "Nếu yêu thì nhất định phải kết hôn sao?" Nơi hoàn toàn không có khái niệm kết hôn, thậm chí cả từ ngữ để biểu thị việc này cũng không hề có. Nếu như dùng sai khái niệm chúng ta, đám bọn họ bị gạt ra ngoài ấy sẽ cho con thấy con người có thể trở nên tàn nhẫn đến chừng nào, dựa trên danh nghĩa dân tộc, quốc tịch hay màu da. Con cũng biết đấy, chúng ta vẫn hay coi thường sinh mạng của người khác vì một lý do giản đơn và ngu xuẩn là họ khác với chúng ta mà. Phải rồi, giáo sư cũng nói về chủ đề bạn bè và tình bạn đã khiến con âu sầu hồi xưa đấy. Có thiện cảm với người nào đó, khác yêu một ai đó, mặc dù thiện cảm và tình yêu đều rất quan trọng, nhưng hai thứ này không thể lẫn lộn được. Tình bạn giống như nước sông, chỉ có ý nghĩa khi chảy theo một hướng nào đó. Tình bạn luôn phát triển, thay đổi, mở rộng và tiếp thu những kinh nghiệm mới. Như ai đó đã nói, người anh không có bạn, chỉ khi đối mặt với một vấn đề nào đó, họ mới có bạn. Nhưng giữa bạn bè, tuyệt đối không được có tính bài ngoại. Trong hành trình cuộc đời, ông đã dần dần hiểu ra, điều khó khăn nhất trên đời chính là chia sẻ và mất mát bạn bè. Yin Yang, con cũng đang học phải không? Điều khó khăn nhất trên đời này, mỗi khi con hỏi về bạn bè, mẹ chỉ có thể truyền đạt lại với con những điều từng nghe được từ một người thầy nào đó. Sống trên đời giống như leo núi, và bạn bè như thể những người đồng hành cùng ta. Ở lối lên, người đông là vậy, về sau không biết đi đâu hết. Càng lên cao, lại càng hiếm bóng người, cũng càng cô độc. Kể cả gặp được một ai đó, may mắn có thể kết bạn cùng lên đến đỉnh núi, nhưng thông thường đều sẽ chia tay ở lối rẽ. Ai đi đường nấy, tùy thuộc vào tốc độ của mỗi người. Có thể còn gặp lại, nhưng rồi cũng sẽ tách ra mà thôi. Mẹ đã suy nghĩ về điều này rất lâu. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn cảm thấy thật khó khăn và không thể quen nổi việc gặp gỡ rồi chia tay. Giống như vết thương trên ngực đã liền sẹo lại bị xé toạc ra vậy. Nhưng mỗi lúc như thế, mẹ thường nghĩ rằng
Cuộc đời như nước sông chảy trôi, đôi khi sẽ cuộn lên xoáy nước, nhưng không bao giờ đứng yên mãi một nơi. Những thứ trôi đi, những thứ phải trôi đi, những thứ chỉ có thể trôi đi, và những thứ muốn trôi đi thì cứ để cho chúng trôi đi. Như vậy, dù là với ai, bao gồm cả mẹ nữa, cuộc đời cũng nhờ thế có thêm sắc màu tự do. Phải, đó là một việc khó. Mẹ sợ còn hơn cả leo núi. Nói thật, mẹ cũng vậy đấy. Đến giờ vẫn đang học, cái việc khó khăn là làm sao đánh mất bạn bè. Và rồi sau đó, ông MacFarlane chỉ ra con đường mà cô cháu gái sẽ đi. Trong dòng chảy của vận mệnh và lịch sử, ở đoạn này, mẹ có thể cảm thấy sự nỗ lực của vị giáo sư dưới cương vị là một nhà trí thức trong việc chỉ ra cho cháu gái con đường phía trước bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất. Ông không thể nói những lời sáo rỗng giản đơn, nhanh gọn như thế này, thế kia, cứ làm như thế. Là một người ông, có vẻ ông phải gắng sức hơn thì phải. Tất nhiên, chúng ta phải nỗ lực làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bớt tàn nhẫn, bớt hỗn loạn, bớt bất công hơn. Thế nhưng, việc biến thế giới trở thành một thiên đường trong tưởng tượng là điều không thể. Không chỉ bởi thời kỳ hoàng kim ấy chưa từng tồn tại, mà ước muốn xây dựng một thiên đường trên mặt đất, cho dù xuất phát điểm có tốt đẹp đến mấy, thì rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào bi kịch lý tưởng. Nguyên nhân khiến nguyện vọng đó, thay vì tạo ra thiên đường, lại dựng lên địa ngục, là vì nó xuất phát từ khái niệm hoàn toàn phi thực tế về con người và xã hội. Dù làm gì đi nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận những thuộc tính mâu thuẫn của chính bản thân mình. Bởi vậy, việc có thể kỳ vọng chính là cùng chia sẻ hành tinh địa cầu nhỏ bé này và hạn chế ở mức thấp nhất việc gây tổn hại đến những người cũng như những sinh vật khác. Dù vậy, tác giả không hề gộp tất cả mọi thứ vào một giá trị quan mang tính tương đối, rồi đóng vai người quan sát và theo dõi từ xa. Chúng ta rất dễ trở thành người của chủ nghĩa hoài nghi, suy nghĩ rằng trên đời này không có gì gọi là sự thật. Công bằng chẳng qua chỉ là hư cấu, còn quan sát thì luôn thiên lệch. Mọi luận điểm đều bám chắc vào định kiến chính trị. Tất nhiên, quá nửa những điều này là đúng. Chúng ta cần phải hoài nghi những người quả quyết rằng họ đã tìm ra chân lý, hoặc đã tìm ra con đường đúng hay mục đích quan trọng của cuộc đời. Song nếu vì thế mà nghĩ rằng không thể nào tìm ra chân lý, chính nghĩa và mục đích sống, hoặc giả không có giá trị nào để theo đuổi trong đời, thì cuộc đời ấy cũng vô nghĩa mà thôi. Con sẽ hỏi rằng, mẹ, lại câu chuyện đó à? Nhưng vì nghĩ đến cái việc được gọi là clone hay gì đó đang lan tỏa rất nhanh trong các con, nên hôm nay mẹ lại khơi ra câu chuyện này. Mẹ đã đấu tranh với những hoài nghi lạnh nhạt đó trong suốt một thời gian dài. Liệu con đã bao giờ tưởng tượng trong khi con khóc bù lu bù loa, đầu gối bị thương đóng vẩy, khập khiễng chạy tới chỗ đám bạn thì thấy họ đang cười khúc khích chưa? Lúc ấy, mẹ đã ghen tị với bọn họ biết bao. Bọn họ thật ra dáng người lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Mẹ từng khao khát làm cách nào để giống như họ và vô cùng xấu hổ vì bộ mặt tèm nhem do khóc nhè của mình. Nhưng mà, uy niang này, rốt cuộc rất lâu sau, mẹ cũng hiểu ra rằng những nụ cười lạnh ấy đã gây nên vết thương sâu thế nào, không chỉ với mẹ, người đã từng là bạn của bọn họ, mà còn với chính bản thân họ nữa. Khi thấy người nghèo khó bất hạnh bị miệt thị, khi đang ngày một cuồng nhiệt, mà tình yêu cuối cùng vẫn bỏ ta đi, khi thấy kẻ đã gieo họa không đôi cho mình, quay ngược lại, la mắng mình vô lý, mẹ đã hiểu ra rằng những người thật cruel ấy, hoặc não bộ bị tổn thương, hoặc tâm thần có vấn đề. Phải, muốn không bị tổn thương thì không gì tốt hơn là tỏ ra lạnh lùng hay cool cả. Kể cả lúc viết văn cũng vậy, tốt nhất là viết cho đơn giản hơn. Và nói thế nào nhỉ, miêu tả lung linh theo lối văn học hơn nữa. Song sống cuộc sống như vậy, không rõ có ngăn nổi tổn thương hay không, nhưng chắc chắn sẽ chẳng nhận được gì khác. Hoang đường hơn nữa là chúng ta có thể tìm thấy cách khắc phục vết thương sau khi hối hận và phản kháng. Nhưng nếu ngay việc để mà hối hận cũng chẳng giữ lại nữa, cảm giác trống rỗng sẽ vượt quá cả cool mà tiến thẳng đến chill, nguội lạnh. Thử tưởng tượng xem, khi con trở thành một bà lão, con đi mãi, rồi đột nhiên ngoái lại nhìn,
toàn bộ cuộc đời con không chỉ cool thôi mà còn lạnh băng. Con sẽ có tâm trạng thế nào? Hình như mẹ nghe thấy tiếng con hét toáng lên. Á, á, trước mặt mẹ. Phải, điều mẹ muốn nói chính là thế đấy. Đó rõ ràng không phải vết thương, nhưng là sự sợ hãi và kỳ dị. Tổn thương đương nhiên sẽ gây nên đau đớn, nhưng đối diện với cuộc đời một cách lạnh lùng chỉ để không phải đau đớn, cũng tức là trao vị trí chủ nhân của cuộc đời con cho kẻ mang tên tổn thương. Việc tổn thương tồn tại trong con người con là không thể tránh khỏi, nhưng việc con trốn đằng sau tổn thương là không nên. Giáo sư MacFarlane lại bổ sung, kết luận cho tất cả những điều này là gì? Là phải bất chấp mọi nguy hiểm trừu tượng và rỗng tuếch. Nhưng cho dù thời điểm, dù cháu gọi ông nhiều đến mấy, ông cũng không thể trả lời đâu, ấy đến đi nữa. Hay sau khi nó đi qua, điều mẹ muốn nói với con chính là điều này đây. Cho đến lúc này, trên địa cầu này chưa từng tồn tại một ai giống cháu, và cả sau này cũng vậy. Câu nói này có thể được sử dụng chung cho tất cả mọi người trên trái đất, nhưng không có nghĩa vì thế mà sự đặc biệt của cháu bị giảm đi đâu. Cuối cùng, ông có lời này muốn nói với cháu. Lily, ông yêu cháu. Cho dù cháu có cuộc sống của mình thế nào đi nữa, ông cũng luôn ủng hộ cháu. Thế nên, cháu đừng sợ hãi bất cứ điều gì, mà hãy cứ dang rộng đôi cánh của mình ra nhé. Thứ cháu sợ chỉ là bản thân sự sợ hãi mà thôi. Con thấy đúng không, con gái yêu? Mẹ hy vọng con không chỉ đang tồn tại mà sống sao cho đúng là con ngày hôm nay. Mẹ hy vọng con sẽ thử suy nghĩ về những điều đương nhiên theo một cách không đương nhiên. Hy vọng con sẽ không e ngại trước bất cứ điều gì mà thoải mái dang rộng đôi cánh của mình ra. Mẹ hứa, dù con sống thế nào, mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Hôm nay có khách hẹn đến nhà mình mất rồi. Hôm nay mẹ nhất định phải đi bơi. Vậy mà... thôi, chúc con một ngày tốt lành nhé. Comfort.
you.